Thưa quý vị, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6505D đã hoạt động trở lại để giải tỏa lượng xe khách, xe tải các loại đến đăng kiểm. Từ sáng sớm đã có gần 100 xe từ thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có mặt tại trung tâm để nộp hồ sơ chờ kiểm định. Các đăng kiểm viên thực hiện việc đăng kiểm trên hai chuyền kiểm định với bình quân 20 phút xe ô tô nhà loại 4 tới 15 ghế và 30 phút đối với xe ô tô tải, ô tô khách loại lớn. Dự kiến trong ngày hôm nay, tại trung tâm sẽ kiểm định cho khoảng 120 xe ô tô các loại.